tình trạng nhiều người dân chặn xe vận chuyển rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn thuộc quận Sóc Sơn trong những ngày vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã vừa có phương án phân luồng và lưu trữ rác tạm thời. Theo đó, đối với rác thải trên địa bàn 4 quận nội thành là Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa sẽ thực hiện vận chuyển tập kết rác tạm thời tại điểm trung chuyển Cầu Diễn. Các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên sẽ phân luồng về hố chôn lấp thuộc khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây. Các quận huyện như Thanh Xuân, Hoài Đức, Đan Phượng phân luồng tiếp nhận về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây của hợp tác xã Thành Công. Riêng quận Hoàng Mai và Hà Đông, 50% khối lượng phân luồng và 50% tập kết tại địa phương. Trong thời gian thực hiện phân luồng, lưu trữ rác tạm thời, các quận huyện phải có kế hoạch lưu trữ và vận chuyển phun hóa chất khử mùi, đảm bảo vệ sinh, đồng thời cập nhật diễn biến tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, chủ động phương tiện nhân lực để giải tỏa nhanh các điểm tập kết khi khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn hoạt động trở lại. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam đã kiểm tra thực địa dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu do EU tài trợ bao gồm các hạng mục chính như xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển với chiều dài hơn 10 km, xây các trạm biến áp và hệ thống ưu tiên và đường dây 22 kV. Với tổng kinh phí hơn 351 tỷ đồng, mục tiêu của dự án là cấp điện ổn định và liên tục từ lưới điện quốc gia cho hơn 550 hộ dân trên đảo. Chúng tôi đã hỗ trợ ngành năng lượng Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Hợp tác EU với Việt Nam trong lĩnh vực này rất tốt, đặc biệt là hợp tác với Bộ Công Thương và Nhân Châu là dự án cụ thể nằm trong chương trình hỗ trợ điện vốn. Đến nay, dự án đã hoàn thành xong phần dựng trụ điện hạ tầng ở hai bờ để đấu nối cáp ngầm và lắp đặt các trạm biến áp. Dự kiến dự án sẽ được đóng điện lưới quốc gia vào đầu tháng 9 năm nay, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. Công nhân trong làn sóng mất việc. Vợ chồng Khôn bắt xe khách từ quê trở lại Bắc Ninh, trong túi dư 200.000 đồng với suy nghĩ mùng 10 có lương. Nhưng có lẽ dự tính ấy không bao giờ tới. Bắc Ninh có tới hơn 1.100 công ty đang hoạt động, thu hút 300.000 công nhân làm việc trong 10 khu công nghiệp tập trung, 74% lao động đến từ 18 tỉnh thành. Đại dịch khiến hơn 50.000 công nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 5.000 lao động ở các khu công nghiệp phải nghỉ việc không lương, hàng nghìn người thôi việc do doanh nghiệp. Công vận chuyển vật liệu xây dựng cao gấp rưỡi đồng bằng, song phần thô đã tốn gần 700 triệu đồng. Cơ người trú ngụ của ba thế hệ có một nửa vay ngân hàng, một nửa từ tiền tích góp 4 năm đã đi làm công ty của hai vợ chồng. Và giờ đây thì không biết rằng hy vọng của hai vợ chồng trông cậy vào đâu. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ bùng phát trở lại. Trong khi đó, thì tại Hà Nội, việc phòng chống, hỗ trợ tiêu hủy, tái đàn lợn dịch bị dịch tả lợn châu Phi thời gian vừa qua còn tồn tại rất nhiều bất cập, có dấu hiệu thiếu minh bạch khi mà tái đàn. Đây cũng là nội dung đáng chú ý được báo Tiền Phong đăng tải với nhan đề nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi, nhiều lỗ hổng khi tái đàn. Tại Hà Nội, khi bùng phát tháng 2 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 33.006 hộ chăn nuôi của 449 xã phường, thị trấn thuộc 24 quận huyện thị xã. Trên cơ sở đó, Cục Thú y nhận định nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và đảm bảo nguồn cung thịt lợn. Hiện nay giá lợn tăng cao, nhiều hộ đang chủ động tái đàn trở lại. Tuy nhiên, vừa qua Thanh tra thành phố Hà Nội thông báo kết quả rà soát toàn bộ quy trình phòng chống dịch tả lợn châu Phi và tái đàn ở các quận huyện đã bộc lộ nhiều vấn đề, nhiều lỗ hổng và có tính thiếu minh bạch. Ngoài công tác thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên, đăng ký kê khai ban đầu của các hộ chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc khử trùng còn chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập trong việc tái đàn. Washington thời gian qua giữ trung lập đối với yêu sách chủ quyền trên các đảo trong khu vực, nhưng với tuyên bố bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ đã thay đổi lập trường. Một số lựa chọn của Mỹ sẽ là về yêu sách hàng hải sẽ công nhận và tiếp nhận rõ ràng việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 về Biển Đông, như đã nêu trong phán quyết của Tòa Trọng Tài. Về yêu sách lãnh thổ, Mỹ có thể bày tỏ sự ủng hộ cho một nước nào đó khác liên quan tới bất kỳ hoặc toàn bộ các đảo. Ở quần đảo Đông Sa, Mỹ có thể công nhận nó thuộc về Đài Loan. Ở Hoàng Sa, Mỹ có thể bác bỏ yêu sách của Trung Quốc và công nhận nó thuộc về Việt Nam. Và ở Trường Sa, Mỹ có thể bác bỏ yêu sách của Trung Quốc và cân nhắc các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ không tạo ra các vùng được hưởng quyền hàng hải nào khác ngoài 500 mét an toàn. Lý do cho những động thái tiềm năng của Mỹ nêu trên có thể bắt nguồn từ việc Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn. Bắc Kinh đã có hành động đe dọa và đơn phương đối với Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia thông qua các cuộc thăm dò địa chất, nghiên cứu khoa học biển, đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác mà không có thỏa thuận trước,
đâm chìm tàu cá của nước khác cũng như là khai thác dầu khí trong thềm lục địa của những nước khác. Nhìn chung thì tuyên bố của Mỹ có thể sẽ khiến căng thẳng ở trong khu vực tăng lên, nhưng mà nếu có, trách nhiệm thuộc về Trung Quốc. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Trung Quốc tuân thủ pháp luật quốc tế, không cố áp đặt ý chí của mình lên những nước láng giềng. Và một nỗ lực phối hợp chống lại yêu sách của Trung Quốc tới khu vực thông qua ASEAN và bên ngoài do Mỹ dẫn đầu sẽ là một kết quả đương nhiên xuất phát từ những hành xử của Trung Quốc trong 2 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố báo cáo đánh giá chất lượng môi trường không khí đợt 3 năm 2020 tại khu vực miền Bắc. Dựa trên kết quả quan trắc tại 31 điểm quan trắc ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm và một số điểm nóng tại các khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, thì môi trường không khí các tỉnh miền Bắc đợt 3 năm 2020 có cải thiện so với cùng thời điểm quan trắc vào năm 2019. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi vẫn xuất hiện, nhưng có xu hướng giảm rõ rệt. Theo báo cáo, thời điểm thực hiện quan trắc môi trường không khí đợt 3 tháng 4 năm 2020 diễn ra trong thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, với nhiệt độ và độ ẩm có sự chênh lệch cao trong ngày. Độ ẩm tương đối trong không khí khoảng từ 62,7 đến 88,8%, hướng gió chủ đạo là hướng đông nam, đông và đông bắc. Tốc độ gió trong thời gian quan trắc ở mức trung bình 1 m trên giây, dao động từ 0,5 đến 2,9 m trên giây. Thời tiết chung của toàn vùng có độ ẩm cao, một số ngày độ ẩm cao lên đến 89% tại khu vực khu dân cư gần nhà máy bia Hà Đông. Kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi vẫn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm rõ rệt. Các thông số khác, nitơ dioxit, carbon monoxide, axit sulfur nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Các giá trị tổng bụi lơ lửng toàn khu vực miền Bắc hầu hết cũng ở mức thấp và xấp xỉ giới hạn cho phép. Chỉ có 2 điểm quan trắc có giá trị tổng bụi lơ lửng vượt so với giới hạn cho phép là khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh và khu dân cư Hà Tu, Quảng Ninh. Như vậy, so với cùng thời điểm năm 2019, giá trị tổng bụi lơ lửng đợt tháng 4 có xu hướng giảm tại hầu hết các điểm quan trắc khu công nghiệp, khu dân cư và các trục đường giao thông. Riêng về tiếng ồn, so sánh với kết quả quan trắc tháng 4 năm 2019, mức ồn trong đợt này có xu hướng tăng nhẹ tại hầu hết các điểm quan trắc. Thưa quý vị, sau 2 ngày người dân của xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn căng lều bạt và ngăn cản xe và đổ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, thì nhiều tuyến phố trong nội thành thành phố Hà Nội đã bị ùn ứ và ngập ngụa rác thải. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Điểm tập kết rác hình thành trên đường Dương Văn Bé, quận Hai Bà Trưng. Rác thải chất đống, tràn lan lên cả vỉa hè xuống lòng đường. Rác ngay trước cửa nhà khiến công việc kinh doanh của gia đình ông Sơn 2 ngày hôm nay gặp nhiều khó khăn. Dễ hiểu vì sao cửa đóng, then cài luôn là phương án gia đình ông buộc phải lựa chọn. Mà hiện tại quán bia của chú đi như thế này, mà tại sao để cái môi trường vệ sinh này, cái nhất cái mũi, để mà ngửi cái mùi hôi thối, mà nhất là nắng 37, 38, 45 độ. Mà nó bốc mùi đến khi nào chưa? Thì mọi người cứ ở nhà mà ngửi cái mùi ấy đi. Chỉ biết là hiện tại là 2 ngày cấm cửa. Không biết là nguyên nhân tại đâu cả. Hiện tại chưa biết gì cả. Theo ghi nhận của phóng viên VTC, ngày 15 tháng 7 tại các khu vực trên địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng xuất hiện tình trạng rác thải bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối. Hàng dài xe thu gom rác vẫn chờ đợi để được vận chuyển đến nơi xử lý. Dọc nhiều tuyến đường, rác được vun thành từng đống nhỏ ở rải rác khắp các gốc cây, trụ điện. Nhưng nhiều nhất là ở đầu các con ngõ, vì đây là nơi tập trung phần lớn rác thải từ các khu dân cư. Một số khu vực, công nhân công ty môi trường đã phải rắc vôi, che bạt tạm thời để giảm mùi hôi thối. Cũng không hiểu lý do làm sao, như là cái điểm tập kết rác này là không có xe thu gom rác. Và không hiểu lý do gì thấy thì bảo là không biết là đình công hay là cái chuyện là cái bãi rác ở trên kia người ta đóng cửa như nào không biết, nhưng mà hiện tại cái điểm này là 2 ngày hôm nay là nó nằm ở đây là bà con khó chịu lắm rồi, mùi nó khó chịu lắm, tại vì lắng lên như này đấy thì nhà mình biết đấy, đứng đây cũng ngửi thấy mùi là như thế rồi, nó bốc lên không thể nào mà tả nổi được nữa cơ. Để tránh ùn ứ rác khu vực nội thành, Sở Xây dựng Hà Nội đang lên kế hoạch phân luồng rác về bãi rác Xuân Sơn, Sơn Tây. Urenco và các đơn vị môi trường khác cũng yêu cầu các chi nhánh chủ động lưu rác trên xe, đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, do lượng rác ứ đọng nhiều
khiến các tuyến phố trở thành nhiều điểm tập kết rác thải bất đắc dĩ. Chưa có một cái phương án nào, chưa thấy có một ai qua, thỉnh thoảng có người đi qua ở bên công ty môi trường. Giả dụ như cái xe hút bụi, người ta đi qua, người ta chụp ảnh. Thế rồi những cái cô nhân viên mà đi quét rác hàng ngày cũng đi qua chụp ảnh. Xong để đấy còn chưa thấy ai có một ý kiến gì cả. Nguyên nhân được xác định do người dân trên địa bàn các xã Hồng Kỳ, Nam Sơn chặn xe rác, không cho xe vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn do gây ô nhiễm và chưa giải quyết đền bù thỏa đáng. Trước đó, năm 2019, người dân ở xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ cũng đã nhiều lần chặn xe chở rác để yêu cầu chính quyền giải quyết các yêu cầu của họ. Mỗi lần người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn thì các tuyến phố nội thành Hà Nội lại ngập trong rác thải. Thưa quý vị và các bạn, dự án xử lý cấp bách đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017 trên địa bàn của huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Thế nhưng, chỉ vừa bàn giao, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, ghi nhận của nhóm phóng viên tại Thanh Hóa. Hiện tại tôi đang có mặt trên tuyến đê sông Chu đi qua địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù đưa vào sử dụng chưa lâu sau khi nâng cấp và sửa chữa, tuy nhiên rằng rất nhiều đoạn trên tuyến đê đã xuống cấp nghiêm trọng. Như vị trí tôi đang đứng tại đây, mặt đê đã bị biến dạng, xuất hiện các vết hằn lún. Và qua đó có thể thấy lớp thảm nhựa ở trên mặt đê rất mỏng và dễ bị phá vỡ. Mặt đê bị biến dạng, các vết hằn lún xuất hiện dày đặc trên cả tuyến đê. Đặc biệt là đoạn từ km số 16+700 đến km 24+142 thị trấn Thọ Xuân và tại km 24+500 đến km 25+300 đoạn qua xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa gần như hư hỏng hoàn toàn. Việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Cái này là mới vừa làm này. Mới vừa làm nhưng mà là mới được đến 2 tháng này. Hai tháng này mà đường nó như thế này. Xuống cấp lâu rồi chú? Mới xuống cấp đây. Làm xong cái là xuống đây. Đi này rất khó khăn. Dự án nâng cấp sửa chữa đê tả hữu sông Chu được bàn giao vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Thế nhưng, theo hình ảnh người dân ghi lại được, trước thời gian bàn giao 10 ngày, thì mặt đê đã bị nứt nẻ, hằn lún như thế này. 17 tháng 4 ấy, là bọn tôi đi là đã thấy đường hỏng rồi. Mà công trình làm thì bên trên đang làm là cách khoảng một cây số. Bên trên đang làm bên dưới đường là hỏng. Mà trong khi đó bờ đê là chấn ở bên là đã đổ mấy cục bê tông to để chấn xe quá tải. Là xe của bãi cát không đi được. Mà đường vẫn hỏng. Sau khi bàn giao thì mưa xuống. Chắc là nền đường cứ kém cộng chất lượng ấy cho nên là nó xuống cấp. Đặc biệt cái đoạn mới làm thi công này. Nguyên nhân chính thì theo tôi đánh giá vẫn là chất lượng công trình. Dự án nâng cấp sửa chữa đê tả hữu sông Chu gồm 6 công trình với tổng kinh phí là 150 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân công trình xuống cấp là do hoạt động của xe quá khổ, quá tải từ các bãi tập kết cát nằm ven đê. Chưa làm xong đã lún rồi mà. Chưa làm xong đã lún, chứ còn bây giờ biểu vận tải đơn vị chúng tôi thì quá oan, nói đúng là tại đơn vị mà dùng cái xe to thì quá oan vì rằng bọn tôi làm ở đây là có huyện người ta quản lý này, địa phương các anh nó cũng rất thường liên quản lý, vì nếu mà các ông đi mà không quản lý cho tốt thì trên huyện người ta lại kỷ luật. Cho nên là cố chăng thì cũng một vài chiếc xe người ta bắt được thôi, người ta chụp hình ảnh thôi, chứ theo tôi nghĩ kết luận một cách vô tư nhất là vẫn được cái chất lượng kỹ thuật. Như vậy là phòng ban thì có gì mà trách nhiệm, ban chỉ có trách nhiệm phối hợp theo dõi, nếu có vấn đề gì thì cùng phối hợp với đơn vị quản lý sử dụng trong quá trình mà liên quan đến thiết kế, đúng không? Còn cái việc quản lý sử dụng hoàn toàn là trách nhiệm của đơn vị quản lý sử dụng, cái ban can thiệp làm sao được. Hiện một số đoạn hư hỏng nặng đã được san lấp lại một cách sơ sài như thế này. Trong khi đó, đây lại là tuyến đê xung yếu cấp 1, càng khiến người dân nơi đây hết sức lo lắng khi mùa mưa bão đang cận kề. Thưa quý vị và các bạn, cùng đến với câu chuyện buổi sáng. Như đã biết, hiện nay ở một số thành phố lớn và đặc biệt là tại Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, thì câu chuyện về nhu cầu mua nhà giá rẻ, nhà ở xã hội ngày càng tăng cao, khiến cho phân khúc này trở nên khan hiếm trên thị trường hiện nay.
Tuy nhiên, trong khi nhiều dự án nhà ở xã hội ven đô cháy hàng thì các dự án xa trung tâm lại khá là ế ẩm dù được chào mời rất là nhiệt tình. Vâng, và mới đây thì Bộ Xây dựng đã đề xuất là giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống mức 4% một năm, tức là bằng một nửa lãi suất bình quân ở các ngân hàng thương mại đang cho vay. Vì đâu mà nhà ở xã hội hiện nay chỗ thừa chỗ thiếu khiến cho những người thực sự có nhu cầu thì không thể mua được? Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào làm rõ vấn đề này. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Thưa ông, tình trạng nhà ở xã hội ế ẩm như hiện nay thì có phải là phổ biến hay không? Và lý do vì sao mà lại có thực trạng này? Chúng ta được biết thì chính sách của chúng ta là nhà ở xã hội trong các năm qua thì tôi cho là phát triển rất là tốt. Đặc biệt là khi mà có gói 30.000 tỷ thì nó phát triển rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là hiện nay vẫn có một số nhà ở hiện nay nhà xã hội xây lên mà không bán được. Ở đây nó có nhiều nguyên do. Thứ nhất là về cái chất lượng và cái điều kiện. Rõ ràng là chất lượng kém và nó không có hạ tầng xã hội và đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật rất kém. Cho nên cái việc mà người dân so sánh mà trong giai đoạn vừa qua thì cũng có nhà thương mại giá tương đương với nhà xã hội mà cái cơ chế nó rất là thoáng. Đấy, rõ ràng là ở đây nó có cái khác nhau như thế. Và hai nữa là cái thanh khoản của cái nhà thương mại nó rất cao, nó so với nhà xã hội. Thì rõ ràng người dân trong giai đoạn vừa qua thì người ta cũng so sánh như vậy. Cho nên là cái nhà xã hội, nhưng mà không phải là nhiều, nó có thể nói là một số cái khu ở ngoại ô, nó xa trung tâm một chút, cho nên là nó ế. À, thưa ông, mới đây Bộ Xây dựng đã đề xuất hạ thấp mức lãi suất cho nhà ở xã hội là 4%. À, vậy tại sao việc hạ thấp lãi suất vẫn không thể kích cầu được thị trường nhà ở xã hội như hiện nay? Lãi suất của nhà xã hội rất là thấp mà bây giờ mình hạ xuống 4%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cả đất nước này phải nói là cái thị trường rất là lớn, đặc biệt là nhà xã hội cũng phát triển rất lớn và có 3.000 tỷ thì nó rất nhỏ so với cái tổng thể đấy. Cho nên dẫn đến là hiện tượng là không phải là ai cũng tiếp cận được cái vốn này. Cho nên dẫn đến một cái hệ quả là không phát triển được và cái người các chủ đầu tư cũng không tiếp cận được cái vốn này, rất là ít. Có thể nói là chia ra các cái tỉnh thành thì mỗi tỉnh thành có mấy chục tỷ. Thậm chí là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì được vài trăm tỷ, nó cũng không rất là nhỏ so với cái thị trường, cho nên là cái việc nó không phát triển được là đương nhiên. Thưa ông, tại sao những doanh nghiệp đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội được ưu đãi rất nhiều từ phía nhà nước, thế nhưng thời gian gần đây họ lại không mặn mà với những dự án này và thậm chí là ngay cả những người mua nhà ở xã hội thì họ cũng không thực sự mặn mà? Như chúng ta được biết thì sau khi có gói 30.000 tỷ thì rất nhiều doanh nghiệp đầu tư và tập trung vào cái nhà xã hội. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn đấy thì rất là phát triển, rất là tốt. Nhưng mà cái gói của mình không được kéo dài. Cho nên nhiều chủ đầu tư rất lớn hiện nay thì là đang đầu tư thì bị dừng lại. Cho nên chính vì cái đó mà người ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các cái chủ đầu tư rất lớn vào nhà xã hội thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là người mua không tiếp cận được cái gói tín dụng. Hết cái gói tín dụng ấy. Cho nên là nó ngưng lại và bây giờ người ta không mặn mà gì đối với cái nhà xã hội nữa. Rõ ràng người dân người ta cũng có cái so sánh cái chất lượng rồi cái giá so với nhà xã hội và nhà thương mại giá rẻ. Thì rõ ràng là cái nhà thương mại giá rẻ tuy nó cao hơn một chút nhưng mà nó rất là thanh khoản và cái nó rất linh hoạt. Đấy, hai là cái gói và cái việc mà người dân không tiếp cận với cái nhà ấy là do là cái điều kiện và các cái tiêu chí để mà xét cái nhà xã hội nó cũng khó hơn, cho nên tiếp cận cái gói ấy, vốn nó thấp hơn. Và đặc biệt như tôi nói ở trên là cái chất lượng của nhà xã hội nó đang rất là xuống cấp. Đặc biệt là cái cơ chế của chúng ta hiện nay làm nhà xã hội nó vẫn cơ chế mang tính xin cho nên là cái chất lượng không được đảm bảo. Cho nên người dân rất là có mặc cảm với nhà xã hội. Đương nhiên thì khu nhà xã hội thường là các cái tiện ích đi cùng như tôi nói là hạ tầng xã hội nó rất kém. Cho nên chính do đó người dân cũng không mặn mà. Vâng, vậy làm thế nào để người mua nhà được hưởng lợi, còn những chủ đầu tư thì thoát được cảnh thị trường nhà ở xã hội trầm lắng như hiện nay? Tôi cho rằng là đối với nhà xã hội thì chúng ta cần phải có một cái chính sách rất là lớn và mang tính đột phá. Cách làm của chúng ta hiện nay là nó chưa thỏa đáng. Thí dụ là cái việc mà giao cho các cái chủ đầu tư xây các cái khu nhà xã hội cũng chưa ổn, bởi vì nó vẫn mang tính xin cho. Chúng ta cần phải có cơ chế thương mại mang tính thị trường một chút, có cái đấu thầu hoặc đấu giá. Hai nữa là đối với các cái gói vào cái nhà xã hội này, chúng ta cần phải có gói lớn
đột phá và mang tính dài hạn, để làm sao mà người đầu tư cũng có thể tiếp cận được cái gói đấy và người mua nhà cũng tiếp cận gói đấy, thì nó đòi hỏi cái sự đồng bộ. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng là các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần phải dành một cái quỹ đất rất lớn, chúng ta khơi xây những cái khu nó như là những khu thương mại đủ tầm. Như vậy là hạ tầng xã hội tốt, hạ tầng kỹ thuật tốt, những tiện ích nó cũng xem với nhà xã hội, xem với nhà thương mại, thì chúng ta mới có thể nói là đạt được cái mục tiêu của chúng ta đề ra là những người yếu thế trong xã hội làm công ăn lương tiếp cận được với nhà ở xã hội. Thì đối với các nước trên thế giới thì đúng là cái mô hình thuê nhà xã hội rất là nhiều, tại vì thực ra là các cái nền kinh tế lớn thì họ có cái tiềm lực, cho nên khi mà đầu tư an sinh xã hội của ta rất lớn. Thế còn đối với chúng ta thì thực ra là hiện nay cái nền kinh tế của chúng ta còn ở mức hạn hẹp, và cái đầu tư vào lĩnh vực này nó còn rất hạn chế, cho nên dẫn đến một cái là chúng ta không đủ điều kiện và tiêu chí như đấy. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái nhà xã hội tuy là như vậy nhưng nó rất quan trọng đối với nền kinh tế và đối với người dân, đối với những người yếu thế và người làm công ăn lương, và cũng là một cái tham chiếu về giá để xoay xung quanh tất cả những giá trị khác, để nó có vai trò lịch sử của nó, có nghĩa là làm thế nào cái giá nó hạ xuống, nhà ở thương mại nó hạ xuống, chính là tham chiếu bằng cái nhà xã hội. Cho nên cái việc mà chúng ta làm được cái điều đó hiện nay, nếu mà chúng ta phát triển được nhà xã hội tốt thì cũng đồng thời là cái giá thành của nhà nó sẽ hạ xuống. Thì đây là một cái tham chiếu rất tốt. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình.